đây tất cả mọi người nhé thì vừa rồi mình có thấy mình đã tìm được cái vị trí bán nhạc cụ rồi các bạn ạ, chờ mãi không tìm được. thì đây là cái chỗ bán gà cụ nha. thì các bạn mua nhạc cụ các bạn hãy đến chỗ ông guitar này nha. hơi đau đầu mình sẽ tắt tiếng ông guitar này đi nha. đấy, sau khi mình mua xong thì mình sẽ bật tiếng lên. à chỗ ông guitar này bán uh, có đây đây là bao nhiêu nhạc cụ mới đây một hai ba năm sáu bảy tám chín 11, 12, 13, 14, 15 15 nhạc cụ mới các bạn ạ Bây giờ mình sẽ mua thử nha Mình sẽ mua thử mình nhà test cho các bạn xem nha Thì cái đầu tiên là phách gỗ này Đấy Đầu tiên là chống lục lạc này Tiếp theo là cabasa này Tiếp theo là chum chuek này Bóng đập cổ vũ này Gạo ó ó này Còi thổi này chuông cầm tay này, chuông cầm tay rê này, mi này, pha này, son này, rồi la này, si này, đô đâu, đô hai đâu, đố này, ơ ờ, không có rế à, ơ ờ, đố đâu không có rế à? Bảy phách nhạc đấy anh em phải có đủ phách nhạc chuẩn của nó phải nó có tận bao nhiêu phách nhạc mà các bạn à, mình sẽ test thử tất cả các âm nhạc có cái này nhá khi mình chợ bình thì mình cũng hơi hiểu chút về âm nhạc đấy mà để mình đánh có khi mình đánh là thành âm nhạc các bạn mình sẽ test thử nha đầu tiên là cái âm nhạc này đô à? đô à? à ok đồ này đầu tiên đồ này đồ này D này A à. Mi à. Đúng chữ pha luôn các bạn à, Nghe chữ pha âm thanh này tăng dần này Son La Si Đô à, Còn mình sẽ thử những âm thanh kia nha À, mình sẽ thử âm thanh kia nhé phách gỗ nè ôi thế này mình có thể chỉnh được thành âm nhạc bằng 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 đấy nhá hay cực luôn Chú lạc này ôi hãy đỉnh chưa đỉnh chưa đỉnh chưa Ui rồi cầm thanh này thì đúng là đến buồn cười luôn các bạn cái này, này. Uầy, mình thấy cái này tạo thành một bản nhạc ấy Mình sẽ làm một clip tạo này thành một bản nhạc cho các bạn nghe nha ủa hay thế ủa, được đấy, được đấy, được, 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 được lý các bạn ơi còi à Ồ chính ra có những cái nhạc cụ này chúng ta có thể tạo lên nhiều một cái Một cái thế giới khá là hay đấy các bạn ạ Ờ, khá là hay nha các bạn nhé Đấy thì toàn bộ nhạc cụ mình đã review cho các bạn nha Bạn nào mà chưa biết mua nhạc cụ đâu các bạn có thể đến đây mua nha Hôm nào mình sẽ làm thử một bài nhạc bằng cái nhạc, nhạc cụ này cho các bạn xem ha Đó, Ok thôi cả clip mình xin dừng ở đây Bạn nào chưa biết vị trí mua thì bạn mua nha